ฮัลโหลthành
quách quy đi chầm mạc vừa điêu tàn. Mai đình sự nghiệp phi danh sẽ nằm trong số kiếp giả vàng. Rồi đây còn ai nhắc tới tên hàng mặt tù khi anh trở về sống lại chốn quê xưa. Gần nửa đời người phiêu bạt tha phương, anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí nhớ. Cái tên mà đâu với quê hương vẫn còn xa lạ, nhưng đã in sâu trong lòng Mai Đình. Em đang hề trách anh cũng phải không? Phải gì mà anh là tề bà kia quán đời con gái. Mai Đình, đừng hề trách anh nữa em. Anh chị tự quý nhân vào đây, em chỉ mang theo một món quà nhỏ nhỏ giờ tàn phế. Anh xin nhận về làm bao dân, chắc chắn còn ai đến đây mà dặn dân. Không lẽ đợi em mãi chịu thiệt thòi. Ở bên anh suốt 7-8 năm nay, giờ đây em mới tìm thấy cho mình một niềm vui nhỏ nhỏ. Mai Đình em ơi, em đừng nói gì nữa ra, đầy đủ quá rồi em ngộ lắm đã. Xin cảm ơn chị Nhi rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời bạn Thủy. Bài cái tiếp anh thấy bạn Vàng chuẩn bị nha. Chừng bạn Vàng thế cho anh Tùng á, chừng nào tới anh Tùng bạn Vàng ca lại. Anh chọn còn một bạn nữa tới á, bạn Vàng xong rồi tới anh chọn á.